quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Triển khai chỉ thị về đại hội đảng các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu. Tư lệnh quân khu kiểm tra các đơn vị. Năm mươi năm di chúc Bác Hồ. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chỉ thị 747 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch đã quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị 18 của Đảng ủy Quân khu về Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu và nhấn mạnh, trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, phải quán triệt và thực hiện đúng yêu cầu nội dung các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Nội dung đại hội phải tiến hành tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội 13 của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, bầu ban chấp hành đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ tới, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Các đảng ủy chỉ đạo đại hội trước ở từng cấp trong đảng bộ mình để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các ngày lễ lớn trong năm 2020. Vừa qua, đoàn công tác của quân khu do Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các đơn vị trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế và nghe đại diện các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, Tư lệnh quân khu biểu dương cán bộ chiến sĩ, nhân viên các đơn vị đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị hướng dẫn của cấp trên, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm túc các chế độ nền nếp, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, phát huy vai trò nêu gương, tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Đặc biệt, thường xuyên quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, nắm, quản lý và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội. Trong quá trình kiểm tra, đoàn cũng đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu các đơn vị nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới. Tại tỉnh Gia Lai, vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Qua nội dung diễn tập là cơ sở để lãnh đạo các sở, ban ngành nghiên cứu các trạng thái quốc phòng và những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của mình để tham mưu đề xuất sát với tình hình cụ thể, vận dụng có hiệu quả để xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ tỉnh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Cục Hậu cần Quân khu thường xuyên tham mưu tổ chức nhiều cuộc diễn tập, hội thi, hội thao của ngành. Thông qua các hoạt động trên là dịp để đánh giá đúng thực chất trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, khả năng của đơn vị, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặc dù mới được bổ nhiệm là trợ lý hậu cần, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam,
nhưng Thượng úy Phan Văn Liêm vẫn được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia hội thi chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật cấp huyện năm 2019 do quân khu tổ chức. Gần 3 tháng tích cực học tập, anh đã nắm khá chắc các nội dung và tự tin với các phần thi của mình. Kết quả, Thượng úy Phan Văn Liêm đã được giải nhất hội thi chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật cấp huyện năm 2019. Được tham gia hội thi lần này do quân khu tổ chức, thì bản thân đã được học hỏi rất nhiều cái kiến thức, cái kinh nghiệm từ các anh, từ các đồng nghiệp, để từ đó trau dồi thêm cái kiến thức về công tác quân sự địa phương nói chung, và cũng như kiến thức về cái công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong tác chiến khu vực phòng thủ của cấp huyện nói riêng. Để các hội thi hội thao diễn ra một cách công tâm khách quan, Cục Hậu cần Quân khu thường xuyên mời các giảng viên có kinh nghiệm của Học viện Hậu cần tham gia thành phần ban giám khảo. Một mặt giúp các thí sinh có điều kiện hệ thống hóa lại các kiến thức được trang bị tại nhà trường. Mặt khác, đây cũng là dịp để các giảng viên cập nhật, nắm bắt tình hình thực tế tại đơn vị cơ sở, bổ sung vào bài giảng của mình, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của học viện. Sau cái lần thi này thì sẽ nâng cao cái kiến thức toàn diện cho cán bộ hậu cần kỹ thuật cấp huyện, đồng thời là cũng giúp cho chúng tôi là đánh giá được là cái năng lực của anh em, từ đó là rút kinh nghiệm trong việc giảng dạy tại học viện nhà trường, đưa những cái nội dung mà chúng tôi tiếp thu được về thực tiễn đơn vị để nâng cao cái bài giảng của mình. Thông qua các hoạt động này là cơ sở để đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ cán bộ hậu cần, để tham mưu cho quân khu có kế hoạch, biện pháp sử dụng đào tạo đội ngũ cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những năm qua, Đảng ủy Chỉ huy Cục Hậu cần luôn xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, quan trọng, có tính quyết định đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ của ngành hậu cần. Với nhiều nội dung hình thức khác nhau, các hội thi hội thao được Cục Hậu cần tham mưu tổ chức trong thời gian qua đã thực sự góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hậu cần của từng cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu. Ban chỉ đạo phong trào thi đua lực lượng vũ trang quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới đã tiến hành tổng kết 10 năm triển khai thực hiện. Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu chủ trì hội nghị. Gần 10 năm qua, phong trào thi đua lực lượng vũ trang quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực, đã thể hiện sâu sắc trách nhiệm, tình cảm, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thời kỳ mới. Từ những bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện, hội nghị xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lực lượng vũ trang quân khu tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, Cục Chính trị Quân khu 5 phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương đã tổ chức triển lãm trưng bày chuyên đề Hành trình vươn tới những ước mơ 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về sự kiện này. Với hơn 200 tài liệu, tranh ảnh, hiện vật được trưng bày với chủ đề Di chúc Bác Hồ, ngọn đuốc soi đường, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tham quan triển lãm đã thực sự xúc động trước những thành tựu to lớn của quân và dân cả nước đạt được trong suốt chặng đường 50 năm thực hiện di chúc của người. Đó là những năm tháng lịch sử hào hùng, chiến đấu và hy sinh kiên cường để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, từng bước hiện thực hóa những mong muốn của người trước lúc đi xa. Trưng bày triển lãm lần này là chúng tôi muốn thông qua các cái tài liệu hiện vật, hình ảnh khẳng định lại một lần nữa rằng 50 năm qua thực hiện di chúc của Bác, dân tộc ta, nhân dân ta, quân đội ta đã làm được rất nhiều việc đúng như những gì mà Bác Hằng mong muốn. 50 năm đã trôi qua, nhưng di chúc của Người đến hôm nay vẫn luôn là kim chỉ nam soi đường cho toàn dân tộc, luôn đồng hành, thấm sâu và trở thành hành động của mỗi người dân nước Việt.
Vì Bác là một cái tình thương bất di bất dịch mà lớn lao nhất. Con nghĩ đến Bác, con nói là bây giờ làm sao trả được cái công ơn to lớn của Bác như vậy. Con đã truyền đạt lại cho Bác, con không nhận tình cảm của Bác. Cho nên Bác cháu tuy chưa gặp nhưng mà cảm nhận được cái tình cảm bao la đó. Và là hai đứa lớn lên xin đi bộ đội hay. Thực hiện di chúc của Người với lời căn dặn, dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Lực lượng vũ trang quân khu 5 đã xuất sắc lập nhiều chiến công vang dội, góp phần vào đại thắng mùa xuân năm 1975, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Bằng những hành động cụ thể nhất, mỗi cán bộ chiến sĩ đã thực hiện di chúc của Người bằng những việc làm thiết thực, không ngừng phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Thông điệp của triển lãm là những cái kết quả đạt được đó là một sự kế thừa liên tục của các cái thế hệ. Vì vậy vai trò của những thế hệ sau cần phải tiếp tục nối bước của cha anh, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc những cái giá trị mà trong di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta. Tôi thấy vô cùng xúc động khi được trực tiếp xem những di vật của Bác Hồ để lại. Và tôi là một người chiến sĩ, tôi sẽ phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị được giao. Qua triển lãm đã góp phần động viên lực lượng vũ trang và nhân dân khu 5 tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo con đường xã hội chủ nghĩa như lời căn dặn trong bản di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở là một trong những nội dung quan trọng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để làm tốt vấn đề này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra toàn diện nhiệm vụ quân sự cho các cán bộ sĩ quan, cấp tiểu đoàn, đại đội, trung đội và trợ lý các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Theo đó, đợt kiểm tra lần này có lượng kiến thức toàn diện trên cả 4 mặt công tác, nhiều nội dung nhận thức thực hành theo từng đối tượng, chuyên ngành. Do vậy, đòi hỏi 93 thí sinh tham dự phải có sự chuẩn bị chu đáo, chủ động soạn thảo giáo án, bài giảng, tổ chức ôn luyện để đạt kết quả tốt. Thông qua đợt kiểm tra này, bản thân tôi đã trau dồi lại cái kiến thức kỹ năng của mình, đồng thời học hỏi qua đồng chí đồng đội những cái kiến thức để đồng qua đó phục vụ trong quá trình học tập công tác tại đơn vị, trên cái cương vị chức trách của mình đạt cái kết quả tốt nhất. Đối với đơn vị chúng tôi thì có 100% cán bộ từ cấp trung đội, đại đội và tiểu đoàn được tham gia. Bản thân tôi nhận thấy là đây là một kỳ kiểm tra, một đợt kiểm tra rất là bổ ích, giúp từng cương vị cán bộ là củng cố được kiến thức, nâng cao cái chất lượng trong huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời mà đánh về vị trí. Qua đánh giá, đa số các thí sinh tham gia thi đều có tác phong, khẩu lệnh tốt, nắm chắc được nội dung huấn luyện, thể hiện tốt phương pháp và bản lĩnh vững vàng trong quá trình kiểm tra, đồng thời liên hệ sát với tình hình, nhiệm vụ thực tế của từng cơ quan đơn vị. Qua kiểm tra toàn diện đợt này thì đội ngũ cán bộ có nhiều trường hợp là đạt kết quả rất cao, đánh giá được năng lực trình độ của từng cán bộ, song cũng có một vài trường hợp là đội ngũ cán bộ là trình độ anh em nó cũng chưa cập nhật kịp thời. Thì từ đó ban tổ chức sẽ tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Chỉ huy sẽ có nhiều cái phương án cũng như nhiều cái biện pháp tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ mà qua kiểm tra đạt kết quả chưa cao. Từ kết quả của đợt kiểm tra lần này làm cơ sở để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn hàng năm, đồng thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ những nội dung còn yếu, bảo đảm vận dụng tốt trong quá trình công tác tại đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chương trình truyền hình Quân khu 5 xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.